Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bánh thánh được tìm thấy bị vứt bỏ trong bãi đậu xe của nhà thờ Tây Virginia sau thánh lễ Phục Sinh. Khánh thành nhà thờ đã bị IS phá hủy. Đức giám mục Vitus Huonder đã qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Bánh thánh được tìm thấy bị vứt bỏ trong bãi đậu xe của nhà thờ Tây Virginia sau thánh lễ Phục Sinh. Những người Công giáo tham dự thánh lễ Phục Sinh tại một nhà thờ lịch sử Harpers Ferry, Tây Virginia đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau lòng khi họ rời buổi lễ để trở về nhà. Ít nhất 100 bánh thánh được rải khắp bãi đậu xe và con phố gần đó. Người dân rất khó chịu vì họ lo ngại đó có thể là mình Thánh Chúa. Cha Timothy Gracie nói về vụ việc xảy ra tại nhà thờ Công giáo Thánh Phêrô 190 tuổi. Không rõ ai đã đặt những tấm bánh xốp xuống đất hay thủ phạm đang cố truyền tải thông điệp gì, nhưng nhà thờ đã báo cáo hành động này với cơ quan thực thi pháp luật của Cục Công viên Quốc gia. Cơ quan đang điều tra vấn đề. Cha Gracie nói với CNA rằng Ngài chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào kể từ khi vụ việc được báo cáo cho cảnh sát. Bất cứ ai trải bánh xốp trên mặt đất đều làm việc đó trong khi thánh lễ đang được cử hành. Theo vị linh mục, những chiếc bánh thánh này không có mặt khi bắt đầu thánh lễ, nhưng đã ở đó khi những người tham dự thánh lễ ra khỏi nhà thờ. Cha Gracie cho biết, Ngài chắc chắn rằng những tấm bánh này không phải từ nhà thờ của chúng tôi bởi vì không cái nào bị mất và chúng có kích cỡ khác. Ngài cũng nói, tôi không biết bất kỳ nhà thờ nào xác định có bánh thánh bị đánh cắp đến mức độ đó không. Ngài nhận định rằng các bánh thánh này có thể không được lấy từ một nhà thờ Công giáo và có lẽ không được thánh hiến. Dự đoán tốt nhất của tôi là đây không phải là mình Thánh Chúa, cha Gracie nói. Cha Gracie lưu ý rằng các tấm bánh chưa thánh hiến có thể được mua trực tuyến hoặc ở nơi khác. Đây là lời giải thích hợp lý nhất cho số lượng lớn các tấm bánh thánh. Một tấm bánh thánh chưa được truyền phép, chưa trải qua quá trình biến thể. Quá trình mà chức của tấm bánh thánh trở thành mình và máu Chúa Kitô. Vị linh mục cho biết Ngài nghi ngờ hành động này là một cách để ai đó đưa ra một tuyên bố theo cách nào đó, mặc dù Ngài không chắc chắn tuyên bố đó là gì. Ngài lưu ý rằng một số tấm bánh dường như đã được cố ý đặt gần cửa bên tài xế của các phương tiện. Ngài cho biết có vẻ như không có tấm bánh nào bị biến dạng, ngoại trừ việc bị trải rộng trên mặt đất. Theo cha Gracie, khoảng 80 người đã tham dự thánh lễ Phục Sinh lúc 9 giờ 30 sáng. Bãi đậu xe chỉ chứa được khoảng 15 xe hơi đã chật kín và các đường phố gần đó cũng chật kín xe hơi. Nhà thờ Thánh Phêrô được xây dựng vào năm 1833, nằm trên một ngọn đồi nhìn ra điểm giao nhau của sông Potomac và Shenandoah và nằm gần một số tòa nhà lịch sử khác trong thị trấn du lịch nổi tiếng. Nhà thờ được giáo xứ St. James ở thị trấn Charles duy trì như một nhà nguyện lịch sử, trong đó cha Gracie là cha sở. Nhà thờ có một thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần vào lúc 9 giờ 30 sáng. Khánh thành nhà thờ đã bị ISIS phá hủy. Lễ khánh thành nhà thờ đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS phá hoại ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã mang lại hy vọng cho cộng đồng Công giáo tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 6 tháng 4 vừa qua cho biết hôm trước đó, Đức Hồng Y Louis Raphaël Sako, thượng phụ giáo chủ Công giáo Cande, đã chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ bị ISIS chiếm và dùng làm trạm cảnh sát tôn giáo, sau đó đã phá hoại hồi mùa hè cách đây 10 năm, 2014. Và 3 năm sau, thành này được quân đội Iraq giải phóng. Trong thời gian qua, nhà thờ đã được tái thiết và tu bổ. Tham dự lễ khánh thành cũng có các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị, Kitô và Hồi giáo, người Yazidi và Sabel ở Mosul cũng như vùng bình nguyên Ninive, cùng với một số nhân vật quốc tế, kể cả các ân nhân đã tài trợ việc tái thiết nơi thờ phượng này, cùng với ít nhất 300 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Sako nói rằng kết quả ngoại thường này có thể khích lệ các tín hữu Công giáo trở lại thành mô sun quý mến, với xác tín rằng điều này sẽ đóng góp kiến tạo hy vọng, thăng tiến sự sống chung hài hòa và bảo tồn cơ cấu rất đẹp của Mosul. Đức Hồng Y cũng kể rằng Ngài đã phụ trách thánh đường này và bảo trợ cho những trường học tại đây trong 15 năm trời. Chúng tôi cảm thấy như trong một gia đình, các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống hòa hợp với nhau. Đức Hồng Y cũng nhắc đến vai trò tiên phong của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng nền văn minh và xã hội Iraq, nền văn hóa và sự tiến bộ trong tỉnh Mosul. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của ông tỉnh trưởng hiện nay. Sự hiện diện của ông, nếu có, sẽ khích lệ các Kitô hữu trở lại thành này. Vì thế, Đức Hồng Y hy vọng một chế độ chính trị phục vụ các công dân và những biện pháp nhắm tới công bằng và bình đẳng để vượt thắng não trạng, phe phái, nạn hạt ngặt và thành phần trong một viễn tượng hòa bình và tin tưởng. Và Đức Hồng Y kết luận rằng cần chiến đấu chống lại nạn tham nhũng, sự lan tràn võ khí và bài trừ ý thức hệ cực đoan. Đức giám mục Vitus Huonder đã qua đời. Một giám mục người Thụy Sĩ đã nghỉ hưu, người đã gây chú ý khi tuyên bố rằng Ngài sẽ nghỉ hưu tại một trường nội trú do nhóm Ly giáo Huynh đoàn Thánh Pio 10 điều hành, đã qua đời. Đức cha Vitus Huonder phục vụ với tư cách là giám mục của Chư từ năm 2007 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019 ở tuổi 77. Ngài vào bệnh viện vào ngày 25 tháng 3 và qua đời vào ngày 3 tháng 4. Huynh đoàn Thánh Pio 10 ra tuyên bố toàn văn như sau. Đức cha Huonder đã trao trả linh hồn mình cho Chúa. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi báo tin rằng Đức giám mục Vitus Huonder đã dâng linh hồn mình cho Chúa vào thứ Tư phục sinh sau một loạt các vấn đề sức khỏe đã đến giai đoạn cuối. Đức giám mục Huonder vào bệnh viện vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, lễ Thánh Giuse. Bệnh tình của Ngài và lời cầu nguyện kèm theo đã được biết đến vào ngày 25 tháng 3, thứ hai tuần Thánh, thường là lễ truyền tin. Từ lúc đó trở đi, Đức giám mục Huonder tỏ ra hoàn toàn ngoan ngoãn trước Chúa Quan Phòng và liên tục dâng hiến những đau khổ của mình cho giáo hội Công giáo. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn không ngừng đối với Huynh đoàn Thánh Pio 10 và đặc biệt là trường nội trú của họ, Institut Santa Maria ở Wales, Thụy Sĩ, nơi Ngài có thể trải qua những năm cuối đời với niềm vui sâu sắc được chăn dắt các linh hồn. Cuối cùng, Đức cha Huonder đã sống một cuộc đời cầu nguyện và sùng kính bí tích thánh thể. Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1942 tại Chun, Thụy Sĩ, Đức giám mục tương lai Huonder được thụ phong linh mục của giáo phận Chun vào năm 1971. Sau hơn 3 thập kỷ phục vụ giáo hội, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận Chun vào tháng 7 ngày 8 tháng 12 năm 2007. Ngài được tấn phong làm giám mục. Ngài nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2019. Huynh đoàn Thánh Pio 10 phó dâng linh hồn của Ngài trong tay Chúa với những lời cầu nguyện nhiệt thành, xin Chúa cho Ngài được hưởng ánh sáng ngàn thu và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Thông tin chi tiết liên quan đến tang lễ của giám mục sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Đồng hành với Ukraine, tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ông vừa có bài viết nhan đề Standing with Ukraine, nghĩa là đồng hành với Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi, Carl Truman gần đây đã nhận xét rằng phương Tây không còn là tập đoàn của những nền văn hóa nghiêm túc nữa. Điều mà tôi vô cùng muốn bổ sung thêm là phương Tây không còn là tập đoàn của những nền văn hóa nghiêm túc và các chính sách nghiêm túc nữa. Cả hai đều có mối liên hệ với nhau. Sự suy tàn về văn hóa của phương Tây là một yếu tố không hề nhỏ khiến chúng ta rơi vào chủ nghĩa ấu trĩ về chính trị. Việc khám phá kết nối đó có thể được để lại sau. Ở đây, hãy để tôi khẳng định một cách đơn giản rằng sự thiếu suy nghĩ chính trị hiện đang được thể hiện ở phương Tây đang đe dọa làm sáng tỏ chiến thắng của tự do trong chiến tranh lạnh. Chiến thắng của những nền dân chủ được thừa nhận là không hoàn hảo trước những chế độ chuyên chế đa dạng, không thể chối cãi. Ai có hiểu biết về lịch sử lại có thể phủ nhận rằng chính sách thiếu quyết đoán hiện nay của các cường quốc phương Tây đối với Ukraine gợi nhớ một cách đáng lo ngại về những sai lầm mà các nền dân chủ đã mắc phải vào giữa những năm 1930. Sự lưỡng lự của phương Tây trong việc cung cấp cho những người Ukraine sẵn sàng và can đảm nguồn lực để đánh bại một nước Nga đang có ý định tiêu diệt đất nước Ukraine chắc chắn gợi lại sự thiếu cẩn trọng đã khiến Anh và Pháp chấp nhận việc tái vũ trang Rhineland vào năm 1936 với Anschluss của Áo năm 1938 và sự chia cắt của tiệp khắc vào năm 1938-39. Và xin đừng nói với tôi về sự tương tự cũ rích, rách nát với những năm 1930. Chúng chỉ rách nát và cũ kỹ nếu chúng sai, mà thực ra không phải vậy. Sự mù quáng về địa chính trị ngày nay đối với Ukraine, sự cố ý phá hủy năng lực của phương Tây nhằm ngăn chặn các cường quốc độc tài hung hãn, là sự thất bại về nhận thức sâu sắc về đạo đức và thần kinh đạo đức, cũng như một thất bại về mặt chính trị. Và những thất bại đó đang gây ra những ảnh hưởng toàn cầu và có khả năng trở nên tồi tệ hơn trong năm tới, thậm chí còn gây ra nhiều đau khổ và chết chóc hơn. Các nhà lãnh đạo chính trị Pháp, Đức, Mỹ nghĩ gì khi vặn vẹo và than thở vì mệt mỏi trước cuộc chiến ở Ukraine? Tôi khá chắc chắn rằng người Ukraine cũng mệt mỏi vì con cái họ bị bắt cóc và đưa sang Nga để tẩy não, mệt mỏi với việc chôn cất người chết sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào các mục tiêu dân sự, mệt mỏi vì bị từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục. Làm sao một Tổng thống Pháp thoải mái, một Thủ tướng Đức thoải mái, các nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ thoải mái lại có thể đề cập đến sự mệt mỏi về Ukraine khi đồng minh của chúng ta đang bị chảy máu trắng bệch mà vẫn tiếp tục chiến đấu? May mắn thay, những người khác có tinh thần đạo đức mạnh mẽ hơn đã đạt được điều đó. Họ bao gồm một liên minh gồm các nhà lãnh đạo Kitô giáo Ukraine, những người vào ngày 11 tháng Giêng đã đưa ra một tuyên bố chung, lên án ý thức hệ hung hăng của thế giới Nga vốn đứng đằng sau cuộc chiến diệt chủng của Nga trong và ngoài Ukraine. Ý thức hệ này được thúc đẩy và ủng hộ bởi sự lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga đã trong nhiều năm tuyên bố rằng người Ukraine với tư cách là một dân tộc không hề tồn tại. Tuyên bố tiếp tục kích động hận thù và tiến hành chiến tranh dựa trên ý thức hệ của thế giới Nga, vi phạm các nguyên tắc Kitô giáo và mâu thuẫn với các chuẩn mực tâm linh mà giáo hội phải tuân theo. Những sự phản bội này đối với Chúa Kitô làm suy yếu sự đáng tin cậy của chứng tá Kitô giáo và không chỉ ở Đông Âu. Amen. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Ukraine tiếp tục cảm ơn những người đã đoàn kết với Ukraine đang đau khổ, bao gồm cả các tổ chức nhân đạo cung cấp hỗ trợ cho những người gặp khó khăn ở Ukraine và những người tị nạn Ukraine. Tên của các tổ chức đó tạo thành một danh sách danh dự về mặt đạo đức. Đứng đầu trong danh sách những người công chính đó sẽ là Hiệp sĩ Columbus. Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hội Hiệp sĩ đã huy động được 22,3 triệu Mỹ Kim từ hơn 67.500 nhà tài trợ. Những khoản quyên góp đó đã giúp các hiệp sĩ phục vụ 1,6 triệu người Ukraine bằng cách phân phối ở Ukraine và những người tị nạn Ukraine ở Ba Lan, 7,7 triệu pound thực phẩm và thiết bị y tế do đoàn xe Bắc Ái của các hiệp sĩ Columbus cung cấp trong một số trường hợp có rủi ro đáng kể. 250.000 gói chăm sóc cá nhân, hơn 4.000 chiếc áo khoác sưởi ấm trẻ em Ukraine và hàng trăm xe lăn, máy phát điện và các thiết bị kỹ thuật cần thiết khác. Trong nhiều tháng, Quốc hội Hoa Kỳ đã chơi đùa với viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Bắc nước này làm con tin trong một cuộc cãi vã thiếu suy nghĩ khác giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa về điều mà mọi công dân Mỹ tỉnh táo đều hiểu là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về chính sách nhập cư. Đây là hành vi không xứng đáng của một quốc gia vĩ đại. Đã đến lúc người dân phải kêu gọi những người đại diện cho chúng ta tại Hạ viện Hoa Kỳ và Thượng viện Hoa Kỳ, ngừng ngay những trò đùa trẻ con của họ, ngừng hạ thấp nền chính trị của chúng ta bằng những lời châm chọc trên mạng xã hội, nhưng hãy hành xử theo cách phù hợp với những người lớn đã tuyên thệ lập pháp một cách có trách nhiệm, và ủng hộ những người dân dũng cảm, những người chống lại những khó khăn khủng khiếp và đối mặt với những đau khổ to lớn đang bảo vệ chiến thắng của chúng ta trong chiến tranh lạnh cũng như đất nước của họ. Những ai không làm như vậy sẽ phải đối mặt với sự phán xét khắc nghiệt của lịch sử. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.